tôi cũng cũng tu rồi, ông tôi chết rồi, ông tôi để lại ai lại tu, ta tu á, khi người tu thiệt á, người tu giả dối lại đây ở không được đâu. Ủa, là những người mà tu mà dễ dễ gian gian là tới không được không? Lấy ở muốn ham tiền ham của lại không được. Có ai bị vô không tư? Bị đuổi đi luôn á. Ngủ đây hai đứa mà giấc chiều mới 8 giờ ngủ ghét ông ghét cái đau ông lại ông đi rồi cái thằng kia nó thấy trúng gúng quá nó lộn qua cái ông kia lộn qua đó rồi nó đâu dám lại nữa, nó chỗ người tu đi ông đuổi đi mà ông ghét cái đau gì mà gúng quá. Ông Tư, hồi trước á, khi mà ông Tư xếp đá như thế này á, là ông Tư xếp trong vòng mấy năm là xong ông Tư? Cái này khoảng mà bắt đầu làm, tôi không nhớ rồi, nó cũng phải là mười mấy năm, 16, 15 năm á. 15 năm mới xong? Ừ. Dễ sợ hay sao? Bị cái chỗ đây cái lỗ hổng gác làm cái mặt bằng này nó nhiều đá. Dạ. Cái mặt bằng cái lỗ hổng mà gác làm mặt bằng nữa. Mười mấy năm trời. Cũng có ngày làm gần cả thăm đêm luôn á, rồi mưa gió rồi áo rồi rách rứa gần cả phải tháng đêm nó áo rách là cũng biết là nó đem nó đốt rồi nó ông con đỡ đừng có phá đỡ nó đem được quá đỡ đó rồi ghét đó. Vì Long Tư làm cả ngày cả đêm vậy luôn? Ở cả đêm mình ngồi luyện nã mới làm thăm đêm vô rồi mà đêm ăn hết và học rồi ngồi luyện pháp vô đây nữa đó. Cho nó mới lại cái sao nó đạt được. Yeah. Ủa, ông thượng đế ông nói là ông nói mà mình đi chỗ này chơi cái chỗ trường học chứ không phải cái chỗ các con ở đây hưởng thụ đâu. Ừ. Xuống đây học rồi làm đó rồi học rồi luyện rồi làm rồi về chứ không phải ở đây đâu. Ông bây giờ ông cất ông tiêu việc đó, ông tiêu việc con thế giới, ông tiêu việc ông làm mới lại nữa. Rồi coi cái ở bên các nước không đấy à, bên đó khổ, còn Việt Nam mình có đất Phật, cái nước Việt Nam cái đất Phật ở đây là thánh địa, sau này các nước nó lại ra này đồng bóng á. Ừ. Nếu mà ra đó ông Tư, những cái lúc mà ông Tư đi trong vô vi á, sang nhiều cái cảnh giới khác á, lúc đó là ông Tư gọi là cái hồn mình đi không, xuất hồn đi cái hồn đi thì cái xác mình đó. Vậy là ông Tư đi trong vòng bao lâu ông Tư về lại? Mình đi giáp rồi mình về lại. Mà khi mà ông Tư về thì có tính được là khi mà ông Tư đi trong bao lâu không? Không à, mình ngủ mới bắt đầu mình xuất hồn mình đi à, đi miết rồi đi trở lại nhập vô á. Có khi nào đi 3-4 ngày không ông Tư? Không, không qua mà không ngày đâu. Đi rồi không biết cái giấc đi không biết thời gian bao nhiêu đó mà đi đó rồi xong về nhập lại cái đầu có giấc đó. À, là khi mà ông Tư luyện ở đây thì ông Tư đi đó, rồi khi nào về nhập lại thôi. Ừ, nói vậy. Chứ ông Tư không có tính được là cái thời gian mà mình đi trong bao lâu luôn không? Không có tính được đâu, mình đâu biết mình tính, là mình đâu có cái hồn mình nó cái thở mà nó nằm đó, cái hồn mà nó đi rồi nó về ấy mà cái xác mình còn sống mà ví dụ a thù nó đâm cái nó ở trại ngày rất kỳ bao luôn á. Bởi cái bài giảng mà cái đó mà nói. Vậy là lỡ như khi mà mình xuất mình đi mà khi mà mình quay về nhưng mà cái thể xác của mình nó không còn tồn tại á thì mình không có vô được. Không vô được. Nó bây giờ ví dụ mà a thù qua lại gì ghét mình đã đâm chết rồi bắt đầu cái nó về nó thấy cái này xác rồi nó ở ngay chỗ đó rồi ở ngay giấc kim bao với cái hồn á. Ông Tư, lỡ như mà mình tu luyện trong rừng á, cái mình xuất thì mình đi như vậy rồi rắn rết hay là mấy cái loại côn trùng gì hay là mấy loại thú dữ đó nó ăn xác rồi sao vậy? Bởi cái đó tôi cần cái đó bây giờ làm sao để đi tu về xã thân cầu đạo ra đâu sợ vậy, nếu ông tôi đủ sợ thì chết thì càng sớm càng ngon cái đâu càng tốt. Ông Tư kêu là chết càng sớm càng ngon. À vậy mình đi về cõi mình. Dạ. Yeah. Nó như vậy á. Nhưng mà khi mà mình có tu tập thì mình mới không sợ chứ. Ờ đó, yeah. mình không sợ rồi mới cái đây cái thở này nó chỉ tạm cho mình tu cho cái hồn nó dựa vô đó nó tu. Cái thở này đâu phải ngự. Cái này cái quật tóc mà từ vậy. Dạ. Yeah. Nó đâu phải ngự đâu, cái ngự là cái tâm linh của mình, cái hồn của mình á. Dạ dạ. Nghĩa là nó đầu chết nó không bao giờ nó chết. Vậy là mình dựa vô cái thân xác này để mà nó mình tu tập cho này. cái phần kia của mình. Cái phần kia của mình á, mình dựa vô đây nè, mình tu mình nó mà mình tiến được. Dạ. Tu tiến được là nhờ cái thở này nè. Cái thở này nó có gì đâu
như giấc chim bao rồi mình chết rồi, rồi mình ngủ rồi, rồi như giấc chim bao vậy rồi cái hồn mình nó ra rồi, rồi bắt đầu trở lại, nó lại nhập vô cái hệ mà cái thở này bị nó hư rồi, người ta bị giết hay là bị chết rồi nó ở đó rồi nó đi đào thai. Ông Tư, như khi mà con ngồi con thiền á, con tập thiền á, thì lúc đầu là cơ thể mình nó như hòa vào hư không á, ý là nhưng mà con muốn, có nghĩa là con muốn vượt qua cái không gian đó nhưng mà vượt không được, nó có một cái gì đó nó cản lại không thưa, hay là mình chưa có tu tập được không thưa? Mình phải tu tập rồi á, mình tu tập còn mình ngồi mình thiền á là trong đó là cả những cái suy nghĩ tư tưởng của mình đều tập trung hướng lên bộ đầu nè, trung tâm bộ đầu hướng thẳng lên thượng đế luôn, là mình không có cho nó ở cái bề ngoài kia, nó những cái việc hàng ngày của mình vẫn cho nó nhập vô, thì mình tưởng trong bộ trung tâm bộ đầu mình cứ hướng vô trung tâm bộ đầu mình hướng vào thượng đế, rồi mình chuyển cho tĩnh lặng vậy thì mình mới luyện được, vậy là nếu mà chúng ta còn bận vướng víu vào cái việc mà đi kiếm cơm áo gạo tiền á, thì rất là khó, rất là khó thiền. Có nó thiền nó đâu có được gì đâu. Còn như ông Tư là ông Tư tập trung, ông Tư làm vô vi đá như thế này thì không có còn tâm trí nào mà nghĩ tới chuyện đời nữa. Ông Tư chỉ là chú tâm vào cái việc tu thôi. Tu không à? Tu không à? Nên cái tâm mình nó tĩnh lặng. Cho nên ví dụ như mình đi trên đá rồi vậy thì cái bổn phận mình đi đá, mình đi đá mình lại đó mình nghĩ thì cái chuyện may này có no là hay là có gạo ăn hay là có đồ ăn hay không mình nghĩ chơi. Cái tới đó mình tính tới đó và tính tiền mới đó. Vậy là trước khi mà ông Tư đi tu là ông Tư bị hành trước. Hành đó đi ông hành ông Tư đó rồi mình đó. Thì mới đây rồi bữa ông Tư có nói chuyện ông Tư thuốc ông vô hạ ông nhét lúa ông giấy rồi ông biết này cái năm này đâu hút thuốc nữa, nó đâu nhớ đâu hút. À có nghĩa là ông Tư hút thuốc xong rồi ông biết bỏ ra được hút thuốc á. Cái bắt là ông Tư hút ông Tư nhớ hút cái bắt là cái ông bằng đêm ngủ á, ông lấy lúa một cụm với lúa rồi ông nhét vô trong họng quấy dùng vậy mà chảy nước mắt rồi đầu ông ác ông cha ông ác dữ rồi ông ác nhất à, cái gì ông cũng nhất mà ông tự bi nhất à, ông trợ ông cha mình đó cái gì ông cũng nhất không ạ kiểu dạ trời ác dữ trời ác nhất ông Tư năm nay là gần 84 tuổi rồi cả nhà. Nhưng mà xe máy thì ông Tư vẫn chạy lên núi rồi bình thường. Mỹ ông lấy cười đó rồi. Dạ. Ông hành chịu không nổi ông ấy. Mình làm trái mình sợ ông ấy, làm ông trái rồi. Ông Tư bữa nay ông Tư còn giảng pháp cho đá rồi nghe không? Nói xong rồi đó nhưng mà tính trì giảng người nó rồi cũng được, cũng vậy à, cũng như nhau à. Dạ. Nói vậy, nó cũng có cái lên đánh với người á. Hay ha. Học còn vô học rồi vô đền đệ tử học rồi sách vở rồi truyền ra truyền học rồi phải hành nó nè. Là ông Tư nói rằng là chỗ này là như là một cái ngôi trường tới là để học chứ không phải là tới để chơi đúng không Tư ha? Cái rõ ràng hả? Cha thành lập ra một trường công đức cho các con đắc đạo quậy đắc đạo hay không là tùy nơi các con muốn cùng con muốn nếu các con chẳng đi đến trường thầy lập để đoạt thủ địa vị mình thì đi không đi nơi nào khác mà đắc đạo bao giờ con ơi cửa bạch ngọc kinh ý kể cho chúng a trì vốn nhiều người con liệu mà hành đạo thầy thương con chừng nào ngày sau con còn càng ăn năn tiếc chừng ấy phận sự con rất lớn tại ngọc đàn con sẽ trợ lệnh mình về trên đó mình sẽ trợ lệnh nhắn nhiệm vụ của mình làm với ổng vậy mà cái phương tiện cho mà mình đi giờ đó trăm trăm ngàn rạch cũng đổ về biển cả như đạo Câu Đài, đạo Thích, đạo Lão, đạo Nho thì cũng ổng không mà cũng như cái phương tiện cơ mà đi chứ cái đường có nói đạo tôi cao, đạo ông thấp, đạo tôi đúng, đạo ông sai rồi không có nói cái đó được của ổng không à, không có đừng có nên tránh đó được, còn anh em mà phải thương lẫn nhau nam mình à. Ở Việt Nam hả ông Tư? Ở Việt Nam mình hả? Cho nên ông nói Việt Nam mình hội Long Hoa là cũng ở tại Việt Nam mình là cái đất thiên thánh địa. Sau này các nước nó cũng cùng vậy đây nè. Dạ. À, hội Long Hoa là sẽ diễn ra ở tại Việt Nam nè. Rồi cái hội Long Hoa đó là tập trung những hiện tại gì đó. Những người mà tu đó là giờ đó để phân
phân ngô quỷ. Ủa ông tu tu rồi mà sao còn phân ngô quỷ làm gì? Ngô có thấp có cao chứ. Thì tùy theo cái người tu có thấp có cao, trong trường tu có thấp có cao rồi đó. Vậy sao mình không tu để mình giải thoát luôn không tư? Thì thấp cao là giải thoát luôn á, giải thoát là ví dụ như hiền ăn hiền ở lành á, mình được về cái đó là đó mình tu nữa, rồi về đất Phật mình tu nữa. Còn mà bây giờ còn ngô quỷ là học ta tranh ta thi. À khi mà còn cũng phân chức vị là còn phải thi lại nữa. Có thi cũng như Việt Nam mình nè, cũng như mình nè, mình học rồi thi dần lên tiến lên. À là mình phải từ từ lên. Tiến lên ở một lớp 2, lớp 3, lớp 4 lên đại học rồi vậy á. Còn cái này nó cũng vậy. Rồi tới khi nào là dừng không tư? Thì học cái khả năng mình học hết rồi để đó hỏi học trường nào ở trong nếu chúng con ở trong cái địa cầu này học cái gì ông nói có cái gì học với nó học hết cái đó ông học hết đó ác cũng học thiện cũng học rồi lành cũng học từ bi cũng học ông học hết đó học để rồi mình làm cho nên học hết rồi cho nên ông là ác cũng ông mà thiện cũng ông là ông tu đoàn ông thiện mỹ rồi bạn dễ ở đâu mình chuyển mình cho sao mà biết chú coi rồi cũng gửi cũng đi làm cũng ăn cơm rồi vậy. Dạ. Rồi tới gần đó nó biểu tặng pháp và tặng sách đồ đó rồi học đó rồi chưa tới kỳ tới bữa đó rồi mà bà cầu cùng ăn cơm gì đó rồi ông quẹt đó. Dạ. Cùng cúm luôn. Vậy là bữa nay ban đêm ông Tư đâu có còn lên trên đây nữa? Không có lên ở nhà đó ở nhà cũng luyện pháp ở nhà chứ. Dạ ở nhà luyện ở nhà. Ừ. Nó có ngày về ở luyện nó cho lên đây nữa nó khóc quá trời. À, luyện là mình chỉ có ngồi mình niệm thôi ông Tư? Mình tu luyện, mình đều luyện pháp á. Rồi khi mà ông Tư có ngồi kiết già hay cái gì không? Hay là ngồi bình thường? Cũng bình thường vậy mày á, ngồi vậy á, kiết già gì nó đổ nói rồi không ngửi kiết gì đâu á. Ngồi cái bàn vậy á. Dạ. Còn mình ngồi sao mà cho nó thông thả được. Chứ còn như mấy người ta cục giò đồ ra tu ra. Dạ, ngồi cảm thấy thoải mái nhất không Tư ha? Ra vậy á. Ừ. Lúc đó nó đau, nó mỏi rồi đâu còn cho nó lại chùa đó thấy mấy ông ngồi quen rồi. Ừ. Ông tập ông trên cái làm gương rồi ông đi trọng kinh rồi ông làm vậy. Ông đầu quý pháp rồi có ít người biết lắm. Rồi hồi nãy ông Tư có chỉ cho con là niệm cái câu gì quên rồi ông Tư? Nãy ông Tư Lục Bụi Di Đà. Không, hồi nãy ông Tư niệm cái gì á? Ở ngoài đá ông Tư bảo con niệm cái gì á? Niệm gì mà liên quan tới Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cùng đại thiên tôn cũng vậy. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế. Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn. Đại thiên tôn. Thiên tôn. Là ổng á. Là cái ý nghĩa của câu đó là sao ông Tư? Là bởi vậy là mình niệm mà để đánh thức cái tâm linh của mình là Thượng Đế, mình là con ổng á, cho nó sáng ra. Ừ. Nó sáng ra rồi mình chỉ biết tu rồi biết niệm vậy thôi, rồi cái tâm linh của mình ở giờ mình trong vùi đó cái đánh lên đó, mình cứ lo công việc này công việc kia, danh lợi tiền tài hay là hay là tiền tình đồ gì đó đủ thứ rồi là nó trông lắm. Và bây giờ mình cứ niệm vậy đó bắt đầu cái tâm linh đó nó thức dậy rồi nó dùng ra được rồi trên đó cái ánh sáng của cái tâm linh nó hé ra và trên đó bong bóng điện xuống. Nhận điện không Tư? Nhận điện xuống đây nè, vô niệm mấy cái tự nhiên nó sáng ra. Vậy là mỗi lần mà ông Tư nhận điện á là cơ thể của ông Tư có cái gì khác lại không? Con người nó nhẹ nhàng nó sung sướng rồi. À là nó lúc nó vậy nhận điện hay không Tư? Nó cho nên ở đây là cái vùng này nó nhờ lắm, nó nhờ nó nhẹ nhàng lên cái chỗ này nó nhẹ nhàng lắm. Là xung quanh bà con ở đây người ta cũng thuận lợi ha. Cả tỉnh luôn ở đây luôn rồi. Dễ sợ gì không? Nó cái nạn tay rồi nó có ít cái... là đỡ về cái phần tay ương tâm linh đó ở tay ương nữa. Vậy là mình chỉ cần nhất tâm niệm có gì ra đi đứng gì cũng niệm hết. Đó.
là mình niệm cái đó niệm riết rồi tự nhiên cái nó sáng ra, nó sáng cái, ra không? Cái tâm mình nó sáng ra rồi. Ủa? Mình niệm Phật Di Đà được không? Được, ông bà Phật Di Đà cũng thầy đó cũng được, là ổng á, cũng niệm ổng á, Phật Di Đà cũng ổng không à. Rồi mình niệm Đức Bổn Sư Thích Ca được không ông Tư? Còn đó là thứ ba đó là niệm Quan Âm. Quan Âm rồi là được rồi, nhiêu đó được rồi, có còn còn Thích Ca thì mình muốn niệm niệm qua ổng niệm cũng được, chứ cũng mấy ổng không với ai, mấy mỗi người mỗi trải nghiệm. Như cái bà Quan Âm này, bà đi cô độ chúng sanh mà ở trên đây nữa, để mà mình gặp tai nạn cái mình nằm quán trên Bồ Tát thì có ổng mà các bà vốn là ông Tư thấy Quan Âm chưa ông Tư? Ông thấy giờ ông Tư lấy kinh nghiệm rồi, nó đốt cái rễ rồi đồ que hết kìa, cái dưới kìa cái đám cái cây của nó đốt rồi bán á, rồi gọn bình mặt rồi dọn cái rành này nè, mà đốt cũng giờ giờ này nè, lằn gió nè, rồi mới đốt rồi ở đầu dưới đầy gió nè, ào luôn, quất cái ngọn lửa nó bay cũng thấu cái đàn cái luôn á, mà bắt đầu rồi ông Tư nhào vô chữa lửa được, bụng nó phủ qua luôn ở chỗ cái đám bỏ nhiều qua, rồi mình nhắm mắt rồi nằm một quanh trên Bồ Tát, nằm một cô nàng quanh trên ở ngoài ngoài trong nghe cái giéo. Cái ngọn lửa nó vượt trở lại nó cháy cô ra cái chỗ này cái chữ ăn đầu rồi nó qua cái đó một cái rút lại rồi nghe gì đó chứ không ai ấy đâu. À, có nghĩa là khi mà ông Tư đốt rác đốt qua rẫy đó, gió nó thổi nó đưa cái ngọn lửa bay thẳng xuống, nếu mà cái ngọn lửa bay xuống là cháy rẫy người ta hả ông Tư? Mình vô thì mình chết sao? Cái bắt đầu nhắm mắt lại, bắt đầu giọt ra ngoài chỗ trống, nhắm mắt lại nó nằm một cú khổ nặng quánh ra bỏ rác, cái giếng mở mắt ra thì nó cháy quạt ra rồi nó cháy cái dòng rẫy của mình sạch trơn, không còn chút cây nó còn cái đó nó cũ vẫn bởi lúc bả lệ ghê. Nó Phật liền sau này có trong cái bài giảng á, Phật liền đứng xè tay, trong tay ánh sáng xè ngay trước thì trước thời sáng hơn ánh mặt trời mấy bậc mát dịu không nóng bức chút nào. Phật rằng nó cõi trần lao hiền nhân khi bị lâm vào nạn tai, ánh sáng này liền bay tới chỗ cứu nạn cho cứu được cho nạn khổ vượt qua, dù người nát thịt đang da cũng lành mạnh lại như là khi xưa. Phật thường dùng thần cơ quy hiểu kẻ khở nạn khi hiểu khi không, điện thường còn khó được trong huống là được điện Phật giữa hồng thấy ư. Ánh sáng này năng trừ tà quái trong những khi hãm hại hiền nhân, chúng sanh từng được độ thân nhưng đâu mấy kẻ nào từng biết ra, ngày lập hợi long ho tại thế. Ánh sáng này thành dành để cứu dân, cứu qua cơn lửa bảo toàn, cứu khi chuyển động âm thần khắp nơi. Hiền nhân chưa sức dứt lời khó nguyện, ánh sáng này liền hiện bên thân, lệ không sức lệ nào hơn, chỉ trong nháy mắt xa gần tới nơi. Phật cho con hiểu đời sẽ biến, ở trời đều sẽ biến, đã tiện bề nhũ kiến ở đây. Phật liền tay chỉ vào cây, thân cây bóng hiện rõ ngay sự đời, nào nước dưng, nào thay, nào người chết, nào yêu ma, nào yêu trinh, nào phép yêu ma, nào là thấu bắt khầm ta, nào là giặc giả cửa nhà trang hoang, nào bom phá nổ quan trời đất, nào lửa hồng bay rợp khắp cùng, kẻ thì ôm chiếu ôm mồng bồng con bới cái có đùm có đeo, con đối khét khóc kêu đòi bữa, mẹ xuống cùng đắt cổ chết đi, lại cũng có một khi mẹ cha nỡ dạ ăn thì thì con thôi chết người còn thôi thớp, đến ca lòi gia súc không còn ăn luôn củ cứu củ không, cành cây bụi cỏ không còn lá đeo, lũ lùi rằng đánh theo hôi túi bay đầy đồng bay bụi kêu reo, nào thay tơ tép như bèo con áo kênh quả quả áo vừa mổ ăn, núi nổ đá sổ quăng trồng đóng đất liền khi không bỗng nứt ra, tự nhiên sống được ra tay đầy những tiếng khóc la kêu cầu, nạn ác đến thần thầu quỷ khóc từ những nàng nơi hàng hấp bầu râu đôi nào cũng có tạm thầu, nơi nào thay chết cũng cầu kéo vào. Ông Tư giảng con chữ tâm đi ông Tư. Chữ tâm à? Tâm triết lý chữ tâm. Dạ. Tâm là vị chủ cho thân tất cả của con người, nên người phải trái đều do nơi tâm chủ trương sở định. Làm người biết chú trọng linh tâm, tức là biết kính thờ trời vậy. Có câu tồn tâm dưỡng tánh, sở dĩ chi sự thiên, nghĩa là gìn giữ bổn tâm chân tánh cho chẳng phóng túng mà làm các điều sai quấy thì mới gọi là biết trời trời quậy. Trời chẳng phải cao cũng chẳng phải xa, chính thiệt ở nơi lòng người có trí ngưỡng thời trời đất ác biết đó, phi cao diệt phi viễn đó chỉ tại nhân tâm. Nhân tâm thành nhất niệm thiên địa tất giai tri, quậy con người
chẳng nên khinh dễ bản tâm mà phải đắc tạo quá trời. Có câu khi kỳ tâm tức tự khi kỳ thiên, thiên bất khả kỳ hồ, người tu hành đắc đạo cũng chẳng là do nào tâm biết giác ngộ thì siêu thoát. Đó là do siêu thoát mà cái biết giác ngộ thì siêu thoát. Có câu vạn sự do tâm tạo, muôn việc chi thấy điều có kết quả là tại sự tư tưởng của lương tâm. Ở tâm tư tưởng việc chánh đáng công bình thì thân thể đặng trung dung nhàn lạc, tức là bồn đảo nước bàn tại thế. Còn tâm vọng động những điều vô nghĩa, vô nhân, gian ác, bạo tàn thì thân thể phải chịu mọi điều tham khổ. Cho nên làm người phải biết kính trọng linh tâm, nhất là làm những việc gì trước khi có sự thực hành, ta nên trầm tĩnh xét khi cho đấu đỡ và phải nhớ hỏi chủ nhân ông, tức là linh tâm, thì mọi sự phải trái thiệt hư tâm đều chỉ rõ. Trong tam giáo nho trách đạo dạy phép tịnh luyện cũng dùng chữ tâm. Đức Khổng Tử dạy tồn tâm, yếu dụng hai chữ trung khứ. Đức Thích Ca dạy minh tâm, thực hành hai chữ từ bi. Đức Thái Thượng dạy tu tâm, chú trọng hai chữ cảm ứng. Bởi sáu chữ trung khứ, từ bi, cảm ứng đều có trọng tâm. Tâm là tâm điểm, như tinh tượng hòn cấu cầu trợ nghệ tà phi ca mau trùng cái đất tố Phật giả diện do ta. Ba chấm giống như tượng hình sao, dòng ngang giống như trang xiên vỡ lòng. Theo ấy đặng thành Phật cũng bỏ tâm mà nên. Giúp tu kỳ thân giả, tiên chánh kỳ tâm. Muốn tu thân cho nên người hiền lương đạo đức thì trước sửa, thì trước phải sửa cái tâm cho được ngay thẳng, trương tâm, tỷ tâm, tiện thị Phật tâm. Đem cái lòng của mình mà sánh với cái lòng của người, ấy là cái lòng nhân từ, cách làm người cao thượng cũng như lòng Phật vậy. Làm người mà biết bảo thủ lương tâm thì mới đủ tư cách làm người cao thượng, trở nên thiện mỹ. Còn người tu hành mà biết trao dồi tâm đức cho được kiên cố vững vàng thì mới đặng thành công đắc đạo. Thánh giáo có cầu: bạch ngọc từ xưa đã ngự rồi, chẳng cần hạ giới vọng cao ngơ, sang bằng tối mạch tâm là quý, tâm ấy trò sen của lão ngờ. Tâm ấy là trời cớ giữa tâm, phải trao cho thành điểm linh tâm, ngơ trời tâm ấy là nơi giữa, mình biết tâm, tâm mới biết tâm. Đạo cao thâm, cao bất cao, thâm bất thâm, cao khả xà hờ thâm, khả điếu cao thâm, vạn sự tại nhân tâm. Tâm an mau ốc ổn, tánh định thở căn hương, diệt động phàm tâm. Giáo lý của nhà Phật thì người tu còn phải diệt trọn phàm tâm, tức là từ bỏ tánh tham sân si thì mới có thể siêu phàm đắc đạo. Bốn phận của người tu là xả thân cầu đạo, xả phú cầu bằng, chưa từng thấy một vị Phật nào mà còn tham lam của thế gian. Người đời vì tham viền lợi mà giết hại lẫn nhau, gây thù kết oán cũng vì tham. Sân là giận hờn, gây gỗ, cãi cọ, tránh tình, nhỏ mọn, thắc mắc, khó khăn, độ lượng, hẹp bòi, thiếu lòng từ bi bác ái thì mất đức hạnh người tu, tự nhiên phải lánh xa cửa Phật. Suy là mê tín dị đoan, đụng đâu nghe đó, không phân biệt đường chánh nẻo tà, phải làm vào bạn mông ta đạo, không thoát khỏi bến mê. Tinh thần đạo đức là phương thức tỉnh nhân sanh, tu hành mà không phát hạ tâm cũng khó mong thành chánh quả đặng. Giáo lý của nhà Phật thì người tu còn phải diệt trọn phàm tâm, tức là từ bỏ tánh tham sân si thì mới có thể siêu phàm đắc đạo. Nhân dục tịnh tận thiên lý lưu hành, lòng dục vọng của con người lặng lẽ thì đường thiên lý mới phát khởi quang minh. Con người giữ được thành tâm cho thanh tịnh mới rõ biết đường thiên lý thì phàm tâm nhân dục không mới sanh, tịnh tịnh thần lạc cố quyết niết bàn, tránh tâm thanh tịnh an vui thì gọi là cảnh niết bàn cực lạc. Biết rõ nguồn tâm, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật đã nói cho chúng ta biết nguồn gốc của tâm mình chính là chân tâm sẵn có trong tất cả mọi người. Phật còn nhắc nhở cho chúng ta biết rằng con người làm chủ mọi hành động và trách nhiệm và về cuộc đời mình. Nếu biết tu đúng cách thì có thể tự giải thoát ngay trong thế giới này và ngay bây giờ, chứ không cần phải chờ đến một tương lai xa xôi nào. Và việc tu hành đó phải được thực hiện bằng sự quyết tâm của mọi người. Sau khi thành đạo, Đức Chí Tôn đã đỡ hết đời mình vào việc giáo hóa, chỉ bày cho chúng sanh những phương pháp định tâm. Vì một khi tâm đã định, không còn chạy theo bóng sắc dục vọng và lòng tham ái, tức là không còn ham hưởng thụ theo thói thường của thế gian, thì sẽ không tạo nghiệp. Mà đã không tạo nghiệp thì đâu có phải luân hồi để trả quả. Đó là cách thoát ly sanh tử luân hồi. Đức Phật đã giải thích và dạy chúng ta rất nhiều về những hậu quả thiện và ác do tâm của người tạo ra trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả của những việc làm thiện ác của mình. Những cảm giác suy nghĩ để hiểu biết và phân biệt đó là khả năng có tâm. Tâm là chân tánh, tâm là Phật tánh. Trong tâm này ai cũng có, không kể là thánh hay phàm, kẻ ngu hay người trí, người mê hay kẻ giác, mọi người đều có cái chân tâm ấy một cách bình đẳng như nhau.
Mục tiêu và mức độ tu hành đều được quyết định từ nơi tâm mình, chứ không phải ở ngoài tâm hay nơi khác đi. Nhân thành Phật, quả thành Phật đều là tâm của mình. Tâm là nhân, ngoài tâm ra không có nhân nào khác. Tâm là quả, ngoài tâm ra không có quả nào khác. Nhân và quả đều do nơi tâm sinh ra. Long Thọ Bồ Tát đã nói Phật Pháp lý tâm làm gốc, các hiện tượng muôn hình muôn vẻ trên thế gian, tuy rằng chúng ở bên ngoài ý thức chủ quan, thật ra chúng đều ở trong ý thức chủ thể là tâm. Muốn thấy được cái tâm đó thì phải thực hành giáo pháp của Phật, chứ không thể tụng khuôn bằng miệng mà được. Lấy đạo tu tâm, loại bỏ các ham muốn quá độ, tham dục về phú quý danh lợi, các sự ham muốn về dung mạo hành động sắc đẹp, các tình cảm yêu ghét mừng giận vui buồn, thì có thể hạn chế được dục vọng. Nhà tâm học Trung Hoa Quân Chương Minh từng nói: sự trì tâm, tâm trì dục, dục vô độ giả, kỳ tâm vô độ giả, tất kỳ sở quy tất cả tri hỷ. Hành động tùy theo tâm, tâm tùy theo dục vọng. Người có dục vọng vô độ thì tâm cũng sẽ vô độ. Người có tâm vô độ thì không thể nào biết được là họ sẽ làm việc gì nữa. Dục vọng chi phối tâm, dục vọng không được kiềm chế thì con người sẽ làm những việc trái đạo thất đức. Nên Phật đã dạy: sự thấy nghe hiểu biết, sự ưa muốn, sự ghét thương, tất cả những phàm vi ấy đó ấy không ngồi, nó không ngồi chân tâm, nhưng đó là không phải là chân tâm mà là vọng tâm. Cho nên Phật dạy cần phải phân biệt chân tâm bằng cách y theo như thế đó. Mình phân là một bài giảng đó. Nãy giờ là một chữ tâm thôi ông Tư. Một chữ tâm á, triết lý chữ tâm á. Một chữ tâm mà ông Tư giảng ra rất là dài luôn. Thôi vậy là mình cứ làm như thế nào đó mà mình phải tập được cái tâm. Tâm á. Tất cả đều là quy vô cái tâm hết đó ông Tư. Quy cái tâm á. Thì Phật ma Phật cũng là trái tâm á. Mình muốn làm cái tâm mình nghĩ, ví dụ cái tâm mình muốn làm Phật thì mình tu, còn cái tâm mình muốn thiền nhiều đi ra ở ngoài mình chen chúc, mình tranh cảnh danh lợi rồi đó, thì tại đó nó dễ như vậy. Cái tâm là ở trong cái bài giảng chữ tâm của ông Tư, con có nghe được một câu là ông Tư nói rằng là trước khi mà mình làm một cái việc gì đó, mình phải quay về cái tâm, mình hỏi cái tâm. Đúng không Tư? Trước khi làm việc, có sự làm việc gì? Mình hỏi. Hỏi chủ nhân tâm, tức là chủ nhân tâm. Chủ nhân ông rất là linh tâm, thì mọi sự phải trái triệt hơn tâm điều chỉ rõ. Hỏi cái tâm mình đó, bây giờ mình muốn làm cái kia, làm đây được không? Để tâm nó được làm đi. Còn bây giờ nó không được, ác đừng có làm nó, ví dụ như vậy. Là mình hỏi, mình tự hỏi bản thân cái tâm của mình là có nên làm cái điều đó hay không, phải không Tư? Có nên làm hay không? Để cái tâm mình nói cái đó không nên làm, cái đó ác lắm, đừng làm thì mình đừng làm. Vậy là cái suy nghĩ cái hỏi tâm đó là nó chỉ mất khoảng có vài giây thôi. Để mà mình hỏi thôi. Nó làm chủ nhân ông từ đâu mình để trong vùi nó rồi, mình lo là những việc tiền tài danh vọng đồ hay là này nọ đó, là vật chất rồi đó, nó trong ruộng này bây giờ mình cứ niệm Phật mấy rồi nó sáng ra bên kia ông thấy cái tầm mình hé ra sáng, nó tối lên trên kia điển nè trù rút. Lúc lên rồi mình sáng lại đi. Khi đó là mình sẽ có được trí tuệ không Tư ha? Trí tuệ đó. Nó mát rồi. Hay quá coi nha. Ông Tư, tính ra là mấy chục năm qua ông Tư tu tập á, bây giờ ông Tư có đúc kết lại cái điều gì trong quá trình tu tập không ông Tư? Thì đúc kết lại những cái nào mà mình tu nó thành á. Dạ. Làm sao cho nó thành á, đúc kết là không có đúc kết. Đúc kết ra chỗ thành á. Dạ. Ông Tư bia riêng ra cái đoạn đó rồi giảng, còn ở trong bình nó nằm trong bài giảng, mình đúc kết mấy đó. Dù giảng mà một chút mà cho quấn không được, quấn bây giờ để quấn lên đoạn rồi biết rồi, quấn đoạn nha. Dạ. Cho quấn là cho quấn đoạn rồi đấy nha. Dạ. Bên kia quý vị hỏi tu có chắc thành không? Đáp: quyết tu thì ác sẽ thành, có trồng có hưởng há rằng không ngờ. Chúng sanh biết bao giờ nhất niệm, cứ để lòng lui tiếng liền khi. Càng làm xót dạ từ bi, thương đời còn mãi mê ly biến tận. Tranh lợi danh chiêu phần thượng hạ, không ngày nào trong dạ được yên. Ít ai sống được ba niên mà lo những việc lâu bền ngàn năm. Nào khác chi giống tầm làm ổ, tự trói mình không chỗ chui ra, trong khi chưa chín chưa già, bị người đem nấu trong lò nước sôi. Rồi Phật đứng ngồi
xem đời mong mỹ, không cờ chơi quản ý suốt luôn. Khi xưa tật Phật ở Trần Dương, lúc chưa ngộ đạo cũng dường cái này, thì ổng chưa ngộ đạo của mình á, ổng vô tầm á. Dạ. Lúc chưa ngộ đạo cũng dường cái này, đường có Phật đã đi đã biết thương, đã đi đã hiểu thương người đời liệu điệu chưa xong, cứu cho được mối vừa lòng chúng sanh còn khổ vẫn không quẩn trần. Nghe đoạn này ta sanh cảm động rồi tự dưng khóc rống ra lên, nghĩ rằng tâm Phật rộng hơn, giúp người chẳng đợi ai đền trả ơn. Đã nhiều kiếp bỏ phân vì đạo, bỏ thân vì đạo, vẫn một lòng chỉ bảo chúng sanh, ghét ưa gì cũng mặc tình, cứ giờ lo kiên dỗ, cứ nhìn lòng thương. Lo như mẹ lo đường con trẻ, quên nhọc nhằn chẳng kể nắng sương, chúng sanh hữu phước vô lường. Nhờ lời của Phật mở đường mở thông, đi đến đâu động lòng đến đó, nước mắt càng lê nhỏ như mưa, cúi đầu ta mới liền thưa, biết làm sao trả cho vừa Phật ông cho vừa ông Phật xong. Xin Phật dạy thêm phần rốt ráo những điều con quê dốt chưa thông, hay thay con khéo phát lòng, dạy con mọi lễ Phật không ngại gì. Hiện giờ con trong khi đang ngủ, trơn lên con vượt trụ Kim Sơn, xác con đang ngộ tại trần. Hồi đấy con mày hỏi đó, hồi đấy mày có hỏi con là nằm như khúc củi, tích trần đều không, vậy con hãy thử trong đại xác như chết rồi nào khác gì đâu, nào là của cải đài lầu, nào là trăm thứ sắc màu nọ kia, phủi tất cả không hề nghĩ tới, hết còn lo tấn thớ sự chi, chúng sanh lấy đó mà si, chết rồi cũng thế có khác gì, có gì khác đâu. Muôn việc đến quan khâu là hết, giàu nghèo đồ đều chung kết như nhau. Sau này giàu nghèo đều chung kết như nhau, uổng công lúc sống vơ vào, mạng chung tay chẳng nắm vào muốn chi, gây trợ chẳng hoặc gì trường hưởng, đó là người làm tưởng lớn lao, thay vì nghiệp ác chuốc vào nên làm việc thiện cho nhiều quý hơn. Ơn danh được tốt mà ơn cũng có, hữu sự ai đành bỏ được mình, sống trong cuộc sống an ninh, không ai đối địch chống kình mà lo, được như thế của kho đô sánh, cũng hơn người quyền bính ác gian, trữ sanh mà có niết bàn, khổ lao mà có thanh nhàn là đây. Đời cứ mãi sống say chết ngủ, lên xuống hồi chịu đủ đắng cay, một lần người bị bào thai, một lần bỏ một xác thay tại trần, thân xác ấy nếu dùng cất lại sẽ lấp đầy cả Thái Bình Dương. Như cái thân mình đây mà từ vô thủy tới giờ dồn lại lấp cả cái Bình Dương luôn á. Chúng sanh nào biết nào tượng, cứ xây đắm mãi trên đường mê ly, từ đây còn lần đi tới nữa, đến khi nào lò lửa Nam Châu bùng lên cháy phủ cả đầu, từng nơi máu huyết việc đầu đã rời. Đó là tới nói Nam Châu là thế giới đó. Bao nhiêu đó à? Hết rồi không Tư? Còn nữa, nó cả ngày đó. Tính ra là cho tới thời điểm bây giờ là ông Tư có tổng cộng hết bao nhiêu bài pháp ông Tư? Thì bao nhiêu ta biết được mà cứ nói ngày này đến tới ngày kia đó. Có nghĩa là dạ. Bây giờ không đếm được không ông Tư? Sao đếm được? Bây giờ muốn đó là nói là nãy nó Phật rồi, nó có thượng đó, dạ giảng thượng đó. Thì vậy giảng thượng mình giảng của thượng đó. Học nhân đạo, ra nhân đạo, nhân nghĩa lễ trí trí này giảng nhân đạo. Yeah. Nhân đạo bây giờ mà làm cho tròn cho đúng mức, ông kéo về tới ổng luôn á. Ơn cha nghĩa mẹ rồi đó. Rồi qua thánh thần tiên Phật, rồi qua thượng đế, muốn giảng cái nào thì giảng được. Có thánh nữa không Tư? Thánh chùa thánh thì từng bậc đó, thì sao tôi biết nhiều như ông quan thánh là ông hiện thánh á, ông được cứu trung. Chứ trong quân trung quân đó là với chữ hiếu nữa, chỉ cần cái gì đâu tôi quỳ đâu, cứ Nam Mô Ngọc Hoàng mà vô cực thượng đế đại thiên tôn nhiều đó, rồi mà cái niệm miết nhiều đó là có ông à. Là ông không bỏ à, ông nói con nào tưởng đến cha, biết nghĩ đến cha không bỏ nó, ông nói vậy là mà cái trúng cái đầu cái mình sanh ra gặp cái thời ông sáng này trung mưu á. Rồi tụi mày ăn ở hiền lành á, mà đừng có làm ác, là cháu mày đừng có làm ác làm đồ ai, có ông à. Ông Tư nói là sinh ra ở đời ân xá tu dễ. Ân xá là trò Phật ân xá cái lúc này nè, lúc tam biệt bồ độ nè, là trò Phật ân xá nè, mà tu một mà chốt tu một mà được mười á. Tu một được mười. Ân xá đó. Dạ. Đâu có dễ đâu. Rồi siêu thoát về cái cõi đó tu nữa, rồi qua cõi nước bạn tu nữa. Bây giờ tao nghe mấy đứa kia nó nói là chú nghe mấy đứa nó nói bây giờ chúng sanh quay đầu lại có bộ hả? Dạ người ta làm thiện nhiều lắm. Đó là nhờ tụi mày á. Dạ. Tụi mày có công lắm á, do tụi mày là ông thượng đó, ông sai ông khiến lại đây đó, rồi nó thiệt á, cho mấy cháu á. Dạ. À ông Tư.
Hôm bữa con nghe anh Phát anh nói là anh tính anh làm gì phía sau không Tư? Nó làm cái hộ ông đạo kia rồi ông làm lên đó rồi mà nó bị ông thượng đế đứt cái hành động á, ông nó đang bài học của nó. Nó ở trong không biết rồi, có khi ông còn nhớ nó không, mà nó bận trong đó rồi nó ra. Bữa nào mà có sửa sang gì ở phía sau đây á, có gì con góp xi măng sửa nghe. Không quá rồi ai là lại tu ở tu á, mình kiểu dẫn cho người ta rồi ta làm ta tu đừng cho đưa tiền á, ông tôi không lấy đâu, rồi ông tôi lấy tiền hay rồi. À, có nghĩa là mình tu tập rồi là mình không có nhận tiền hả? Không có nhận tiền, muốn rồi muốn lại đây mà có ông tôi làm đây cũng như cô tất cả người ai muốn tu đến tu cái đâu phải có ông tư. Ông tôi cũng tu rồi, ông tôi chết rồi, ông tôi để lại ai lại tu, người ta tu á. Khi người tu thiệt á, người tu giả dối lại đây ở không được đâu. Ủa, là những người mà tu mà giả dẻ gian gian là tới không được không? Lấy ở muốn ham tiền ham của lại cũng được. Có ai bị vô không Tư? Bị đuổi đi luôn á. Ông Phát nó nói rồi nghe. Ngủ đây hai đứa mà giấc chiều mới 8 giờ ngủ, ghét ông ghét cái đào ông lại ông đi rồi cái thằng kia nó thấy trúng gúng quá nó lộn rồi cái ông kia ông bị lộn đó rồi bị quýu rồi mấy ông quýu luôn họ không phải rồi nó đâu dám lại nữa nó chỗ người ta nghe tu đi cũng đuổi đi mà ông ghét cái đau gì mà gúng quá à. Mà đâu rồi họ không phải nó nói rồi nghe. Vậy là cũng có nhiều người đến đây để xin tu nhưng tu mà tâm không tốt à. Xong rồi cái ông hiện ra ông đuổi đi. Ông đuổi đi đó, ông phải đó, thằng Quán nói đừng công trình chúng tình phải đó, phải nó không lâu đâu. Còn phải nó cả chuyện mà ông tôi đi giảng rồi có khi ở lại nhà bạn bè chỗ đó rồi khi có khi về nhà đó rồi có khi 3 giờ lên nó nói nó ngủ lên nó luyện lên nó còn thức mà 3 giờ lên mà đi ông tôi đi mang giày đi cộp lên mấy bữa rồi mà sao từng sáng không thấy ổng mà nó ổng đi rõ ràng vậy đó mà sao không thấy ổng không biết ông tôi lên là biểu dây liệu quá đi rồi là nghe nhạc vậy mà sáng không có. Nhưng mà lúc đó là ông Tư không có lên hả? Không có lên, mà nhiều lần, tụi nó nói nhiều lần á. Đâu phải ít mười mấy đứa nói, nó ở nó trụ nè. Hay là có khi nào lúc đó ông Tư đi trong vô vi không? À, đi vô vi đó. À. Nó đâu biết. À, ông Tư đi vô vi, ông Tư lên nhắc cho mấy anh tu. Ờ, à, mà đi cũng chân đồ mang giày rồi vậy. À. Mà nó nghe rõ ràng vậy mà trong rồi ráng không thấy không? Nếu mà ban đêm mà ngủ lại ở trên đây, người bình thường có ngủ được không ông Tư? Một thường mình trực tình mà đừng có cái trăm ý gian đồ về nọ ngủ cái mắt mới về không được à. Ngủ rắn rồi nó lại cũng cỡ nó ăn phát rồi nó cũng gặp sợ về nó ngủ ăn phát nó đâu sợ. Người bình thường tâm không xấu là ngủ được mà nếu mà tâm ai mà xấu xe gian giấu đồ chắc không được nó như vậy đuổi hả? Người ta đuổi không Tư? Đuổi cái gì nữa hoặc là hiện ra. Ví dụ như cái thằng này nó vô nó khát nước 9 giờ, giống giờ này nó vô nó làm mà đẩy đầu cái này khát nước lên chỗ đây nó định vô ông tôi uống nước. Có con khỉ nó khọt con khỉ to quá mà trong ở đầu ở trong bãi ông tôi nó khỉ gì đó mà tao biết con cá kè. Cá kè nó hiện ra nó nổ ra. Nó cá kè kêu. Đầu nó đầu nó chảy. À do cái tâm ảnh sợ. Cái tâm ảnh sợ là nó mới chạy thôi đúng không Tư? Ờ, nó sợ nó chạy rồi nữa. À. Còn thằng nữa nó đem mà thằng đấy nữa, nó đem không có ông Tư, nó đem chuối á, đem mày mùng bông anh để mấy giấc chiều nó đem vô ông buồn vậy á. Rồi biểu đứng đem vô, ông bọt có ông Tư không có ăn chuối đâu, ông đâu có ăn gì đâu, ông hộ mình Tư không à. Cái xong cái nó đem vô không có ông Tư rắn nó nằm ở trên mấy nhà nữa, nó là ầm nó vô mì mà rắn không à. Rồi mấy nhà nó lọt nó bỏ một chú nó chạy. Bữa nay còn rắn không ông Tư? Rắn bây giờ là ít thế lắm. Nó vô nó thay vỏ nó bỏ vô kìa, cái vỏ rồi à. Nó ít lắm, ở dưới đó nó thân với mình rồi, nó không sợ rồi. Còn cá kè nó cũng ở đó vậy. Đây nè. À là trong đây hả ông Tư? Ừ. Ở đây ở đâu rồi? À, có nhà chứ đâu. Công tư nói là trong này tắc kè nhiều lắm này. Ừ. Đó vậy nè.
Ủa đâu ông Tư? Ở trong này hả? Ủa trong này hả? Vô coi. À là bình thường là ở sau áo đây hả ông Tư? Ờ sau áo nè, vô. Dạ ông Tư, giếng lên con coi thưa ông Tư. Để thằng này nó quay. Đó, dạ, rồi ông Tư giếng lên con xem thưa. À đây nè, ủa sao nó dạng vậy ông Tư? Nó ở trong con nhà, nó trong quên. À. Thằng kia nó từ nó lên nó chụp nó đây. Bày ở con nhà hả? Con nhà hả? Hay ha. Nè. Ôi quá trời luôn. Ở con à? Nó bị hại à? Lần đầu tiên mà thấy mà tắc kè mà nó dạng đây luôn trời. À. Rồi ngủ đây là rắn nó đậu rồi đâu. Nó đậu rồi rồi đây. Là chứ ông Tư ngủ đây là rắn nó đậu ở đây luôn. Con cái kè động quên, nó động quên cái cách như là rắn bự mà không thấy cái đầu. À. Mấy năm trời rồi. Thôi ra nghỉ rồi ra. Dạ được, dạ. Để ông Tư còn đi về nghỉ ngơi nữa. À. Dạ. Ông Tư, con nói này. Thì lần nào tới thì con cũng chỉ chúc ông Tư sức khỏe thôi, chứ giờ không biết chúc gì hết. Dạ. Chúc ông Tư có nhiều sức khỏe để giúp tụi con để truyền bá cái đạo pháp đi để người ta hướng thiện. Ông Tư ha. Đó là tốt đó. À, dạ. Đó vậy. Mình giúp cho một người người ta làm những việc thiện thì nhiều khi mình tốt hơn là cho người ta tiền phải không ông Tư? Còn bức cò không biết thái bị á. Dạ. Cái đức lớn lắm. Dạ. Rồi giảng này vậy, rồi giảng từng bài với cái này mình giảng tắt không à. Bữa nào con xin phép ông Tư con lên đây con ngủ một đêm nghe. Ờ, lên ngủ rồi cho bác mới vậy. Khi ban đêm con lên đây người ta tưởng con đi ăn trộm sao? Rồi ăn trộm về đi tu đó, đại ông Tư và người ta tu mới lại đây sợ vậy. Có nghĩa là ngủ qua bốn đứa rồi ngủ. Ba bốn người luôn hả? Mày á, bạn bè mày với này. Thôi, con đi là con đi, chỉ có hai anh em thôi. Thôi, đó. Thì ông Tư cho phép ha. À, lên ngủ rồi rồi, dạ. Rồi muốn mở cửa ra, ông Tư được khó rồi mở, rồi ngủ đi, tự do với gì đâu, rồi niệm dạ. Phật. Ngủ rồi niệm Phật. À, vừa ngủ vừa niệm hả? À? Vừa niệm Phật á, ngồi niệm khi nào mình ngủ rồi, đó là tu á. Có nghĩa là mình nằm đó, mình niệm miết thôi, khi nào mà mình quên luôn thôi. Ừ, nằm rồi gặp niệm Phật, niệm miết à. Rồi quen cái đi làm cũng niệm, đi đâu cái niệm Phật nó niệm quen ở trong tâm rồi. Dạ. Không mình cũng sâu vô chút và niệm Thượng Đế, Nam Mô Ngọc Hoàng mà Thượng Đế vô cực đại thiên tôn, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn, cứ niệm mấy cái đó ổng à. Dạ, thì thôi nha, con chúc ông Tư sức khỏe nha, con cảm ơn ông Tư. Dạ, ai với Đại Phật. Lấy đồ con hỏi. Dạ. Cả nhà, mình thật sự là một trong những người may mắn mới gặp được ông Tư và được ông Tư chia sẻ những cái cách tu tập, rồi những cái bài giảng của ông Tư thật sự rất là hay. Và ông Tư có chia sẻ là nếu mà ai mà có tâm xấu xa mà lên đây thì sẽ bị thế giới vô hình người ta đuổi đi cả nhà. Và không biết rằng là cái điều này sẽ như thế nào, bởi vì lúc nãy mình có xin ông Tư rằng là một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ lên đây vào ban đêm, mình sẽ ngủ qua đêm ở đây để có một cái cảm giác thực sự nó sẽ là tâm linh. Và hy vọng rằng cả nhà sẽ đón chờ cái khoảnh khắc mà Nhân lên đây vào ban đêm và Nhân sẽ ở lại đêm lên đây xem thử là như thế nào. Còn video ngày hôm nay Nhân xin phép kết thúc. Nếu mà cả nhà xem thì đừng quên ủng hộ Nhân bằng cách đăng ký kênh để chờ đón những cái video sắp tới. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye cả nhà.